Chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh của chúng tôi, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những ý tưởng độc đáo và cách chúng ta có thể áp dụng chúng vào cuộc sống để đạt được thành công. Hôm nay, chúng ta sẽ nói về một chủ đề cực kỳ thú vị, sức mạnh của tư duy ngược và cách nó dẫn tới thành công. Bạn đã bao giờ nghe về tư duy ngược chưa? Đây là một phương pháp tư duy sáng tạo giúp chúng ta giải quyết vấn đề từ một góc độ hoàn toàn khác biệt. Vậy tư duy ngược là gì? Nói một cách đơn giản, thay vì suy nghĩ theo cách thông thường, chúng ta sẽ thử suy nghĩ trái ngược lại để tìm ra giải pháp mới. Điều này nghe có vẻ lạ lùng phải không? Nhưng nó thực sự rất hiệu quả và đã được nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học và doanh nhân áp dụng để đạt được những thành công lớn. Bây giờ, hãy cùng tôi bắt đầu hành trình khám phá sức mạnh của tư duy ngược. Nếu bạn muốn biết làm thế nào tư duy ngược có thể dẫn dắt bạn tới thành công, đừng rời mắt khỏi màn hình và tiếp tục theo dõi nhé. Trong cuộc sống và công việc, chúng ta thường phải đối mặt với những vấn đề phức tạp và khó giải quyết. Để tìm ra giải pháp hiệu quả, đôi khi chúng ta cần phải nhìn nhận vấn đề từ một góc độ khác thường. Đây chính là lúc tư duy ngược trở nên quan trọng. Tư duy ngược, hay còn gọi là tư duy đảo ngược, là một phương pháp suy nghĩ sáng tạo giúp chúng ta khám phá ra những ý tưởng mới mẻ và đột phá bằng cách suy nghĩ trái ngược với lẽ thường. Điều này không chỉ giúp giải quyết vấn đề hiệu quả hơn mà còn tạo ra các sản phẩm và dịch vụ độc đáo, dẫn đến thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Khái niệm tư duy ngược đã tồn tại từ lâu và được nhiều nhà tư tưởng, nhà khoa học và doanh nhân sử dụng để đạt được những thành công lớn. Chẳng hạn, nhà phát minh Thomas Edison đã sử dụng tư duy ngược để phát triển nhiều phát minh quan trọng, trong đó có bóng đèn điện. Edison thường bắt đầu bằng cách suy nghĩ về cách không làm một việc, từ đó tìm ra cách tốt nhất để thực hiện nó. Tương tự, Steve Jobs, nhà sáng lập Apple, đã áp dụng tư duy ngược để tạo ra những sản phẩm mang tính cách mạng như iPhone và iPad, thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sử dụng công nghệ. Khi xem xét cách tư duy ngược có thể thay đổi một lĩnh vực, hãy nhìn vào ngành hàng không. Herb Kelleher, CEO của Southwest Airlines, đã đặt câu hỏi, làm thế nào để chúng ta có thể cung cấp dịch vụ hàng không giá rẻ và vẫn có lãi? Thay vì tập trung vào việc cung cấp các dịch vụ xa hoa và tốn kém như các hãng hàng không truyền thống, Southwest Airlines đã tập trung vào việc giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu suất. Kết quả là họ đã trở thành một trong những hãng hàng không thành công nhất thế giới. Tư duy ngược không chỉ áp dụng trong kinh doanh mà còn có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong giáo dục, việc áp dụng tư duy ngược có thể giúp học sinh và sinh viên phát triển kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo. Thay vì chỉ học thuộc lòng và làm theo các phương pháp truyền thống, học sinh có thể được khuyến khích suy nghĩ về cách giải quyết vấn đề từ các góc độ khác nhau, từ đó tìm ra những giải pháp độc đáo và hiệu quả hơn. Một trong những ví dụ điển hình về ứng dụng tư duy ngược trong giáo dục là phương pháp học tập chủ động, Active Learning. Thay vì giáo viên truyền đạt kiến thức một chiều, học sinh được khuyến khích tham gia tích cực vào quá trình học, đặt câu hỏi và tự tìm ra câu trả lời. Phương pháp này giúp học sinh phát triển kỹ năng tự học và tư duy phản biện, đồng thời làm tăng hứng thú và hiệu quả học tập. Trong khoa học và công nghệ, tư duy ngược cũng đóng vai trò quan trọng trong việc khám phá và phát minh. Các nhà khoa học thường sử dụng tư duy ngược để thách thức các giả thuyết và lý thuyết hiện tại, từ đó tìm ra những phát hiện mới. Ví dụ, Albert Einstein đã sử dụng tư duy ngược để phát triển thuyết tương đối, một trong những thành tựu khoa học lớn nhất của thế kỷ 20. Một ví dụ khác trong lĩnh vực công nghệ là sự phát triển của máy tính cá nhân. Khi máy tính ban đầu được phát triển, chúng rất lớn và đắt đỏ, chỉ được sử dụng bởi các tổ chức lớn. Tuy nhiên, một số nhà phát minh đã áp dụng tư duy ngược, đặt câu hỏi, làm thế nào để chúng ta có thể tạo ra một chiếc máy tính nhỏ hơn, rẻ hơn và dễ sử dụng hơn cho người tiêu dùng cá nhân. Kết quả là máy tính cá nhân đã ra đời, thay đổi hoàn toàn cách chúng ta làm việc và giao tiếp. Tư duy ngược còn giúp ích trong cuộc sống hàng ngày bằng cách giải quyết các vấn đề cá nhân một cách sáng tạo và hiệu quả. Chẳng hạn, khi đối mặt với một tình huống khó khăn, thay vì tập trung vào những điều tiêu cực, chúng ta có thể đặt câu hỏi làm thế nào để biến tình huống này thành cơ hội, hoặc điều gì tốt nhất có thể xảy ra từ tình huống này. Bằng cách này,
chúng ta có thể tìm ra những giải pháp tích cực và mang lại kết quả tốt đẹp hơn. Để phát triển kỹ năng tư duy ngược, chúng ta cần rèn luyện và thực hành thường xuyên. Có nhiều bài tập và phương pháp rèn luyện tư duy ngược, bao gồm các bài tập sáng tạo, thử thách tư duy và học hỏi từ các nguồn tài liệu phong phú. Một số bài tập phổ biến bao gồm viết nhật ký tư duy ngược, tham gia các buổi thảo luận nhóm về các vấn đề phức tạp và đặt câu hỏi ngược lại trong các tình huống hàng ngày. Một cách tiếp cận khác để rèn luyện tư duy ngược là sử dụng các phương pháp tư duy sáng tạo như brainstorming, động não và mind mapping, sơ đồ tư duy. Động não giúp tạo ra nhiều ý tưởng mới bằng cách khuyến khích sự sáng tạo và không giới hạn. Sơ đồ tư duy giúp tổ chức và kết nối các ý tưởng, từ đó tìm ra những mối liên hệ mới và giải pháp sáng tạo. Bằng cách sử dụng những phương pháp này, chúng ta có thể rèn luyện tư duy ngược một cách hiệu quả và đạt được những kết quả bất ngờ. Áp dụng tư duy ngược vào thực tế đòi hỏi sự kiên nhẫn và sẵn sàng thay đổi lối tư duy thông thường. Điều quan trọng là chúng ta cần có một kế hoạch rõ ràng và cam kết thực hiện. Bằng cách luôn đặt câu hỏi, khuyến khích sự sáng tạo và không sợ thất bại, chúng ta có thể tận dụng tối đa sức mạnh của tư duy ngược để đạt được những thành công lớn trong cuộc sống và công việc. Những câu chuyện thành công của các cá nhân và tổ chức nổi tiếng cho thấy rõ ràng sức mạnh của tư duy ngược. Elon Musk, người sáng lập Tesla và SpaceX, là một ví dụ điển hình. Musk đã thay đổi hoàn toàn ngành công nghiệp ô tô bằng cách tạo ra những chiếc xe điện hiệu suất cao. Thay vì đi theo con đường truyền thống của các nhà sản xuất ô tô, Musk đã áp dụng tư duy ngược để tạo ra những sản phẩm sáng tạo và thân thiện với môi trường. Kết quả là Tesla đã trở thành một trong những công ty ô tô hàng đầu thế giới. Ngoài Tesla, SpaceX của Elon Musk cũng là một ví dụ điển hình về tư duy ngược. Khi NASA và các cơ quan vũ trụ khác gặp khó khăn trong việc giảm chi phí phóng tàu vũ trụ, Musk đã đặt câu hỏi, làm thế nào để chúng ta có thể tái sử dụng các bộ phận của tàu vũ trụ và giảm chi phí phóng? Kết quả là SpaceX đã phát triển các tên lửa có thể tái sử dụng, mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp vũ trụ. Trong lĩnh vực giáo dục, các phương pháp giảng dạy và học tập dựa trên tư duy ngược cũng mang lại nhiều lợi ích. Học sinh và sinh viên được khuyến khích suy nghĩ sáng tạo và giải quyết vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, từ đó phát triển kỹ năng tư duy phản biện và sáng tạo. Các bài học và hoạt động giáo dục dựa trên tư duy ngược không chỉ giúp học sinh hiểu sâu hơn về các khái niệm mà còn khuyến khích họ áp dụng kiến thức vào thực tế. Một ví dụ về việc áp dụng tư duy ngược trong giáo dục là chương trình giáo dục STEM, khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Thay vì giảng dạy các môn học này một cách riêng lẻ, chương trình STEM kết hợp chúng lại và khuyến khích học sinh sử dụng kiến thức từ các môn học này để giải quyết các vấn đề thực tiễn. Điều này giúp học sinh hiểu rõ hơn về mối liên hệ giữa các môn học và phát triển kỹ năng tư duy liên ngành. Tư duy ngược còn đóng vai trò quan trọng trong nghiên cứu và phát triển khoa học. Nhiều nghiên cứu khoa học và dự án đổi mới đã được thực hiện nhờ tư duy ngược, dẫn đến những phát minh và khám phá đột phá. Các nhà khoa học thường sử dụng tư duy ngược để thách thức các giả thuyết và lý thuyết hiện tại, từ đó tìm ra những phát hiện mới. Ví dụ, thuyết tương đối của Albert Einstein đã thay đổi hoàn toàn cách chúng ta hiểu về không gian và thời gian. Trong lĩnh vực y học, tư duy ngược đã giúp các nhà nghiên cứu phát hiện ra những phương pháp điều trị mới. Một ví dụ điển hình là sự phát triển của liệu pháp miễn dịch trong điều trị ung thư. Thay vì tập trung vào việc tiêu diệt tế bào ung thư bằng hóa trị liệu và xạ trị, các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi, làm thế nào để chúng ta có thể kích thích hệ miễn dịch của cơ thể để tự tiêu diệt tế bào ung thư? Kết quả là liệu pháp miễn dịch đã ra đời, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư trên toàn thế giới. Phát triển kỹ năng tư duy ngược đòi hỏi sự kiên nhẫn và luyện tập. Có nhiều bài tập và phương pháp rèn luyện tư duy ngược, bao gồm các bài tập sáng tạo, thử thách tư duy và học hỏi từ các nguồn tài liệu phong phú. Để áp dụng tư duy ngược vào thực tế, chúng ta cần có một kế hoạch rõ ràng và sẵn sàng thay đổi lối tư duy thông thường. Các lời khuyên và chiến lược để thành công với tư duy ngược bao gồm việc luôn đặt câu hỏi, khuyến khích sự sáng tạo và không sợ thất bại. Một cách khác để rèn luyện tư duy ngược là tham gia vào các hoạt động và trò chơi sáng tạo. Chẳng hạn, các trò chơi giải đố,
trò chơi chiến lược và các hoạt động nhóm đều giúp phát triển kỹ năng tư duy ngược bằng cách khuyến khích chúng ta suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau và tìm ra những giải pháp sáng tạo. Ngoài ra, việc tham gia vào các khóa học và hội thảo về tư duy sáng tạo cũng là một cách hiệu quả để rèn luyện tư duy ngược. Tóm lại, tư duy ngược là một công cụ mạnh mẽ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo và hiệu quả hơn. Bằng cách suy nghĩ trái ngược với lẽ thường, chúng ta có thể mở ra những ý tưởng mới mẻ và đột phá, từ đó đạt được thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Từ những ví dụ thành công của các cá nhân và tổ chức nổi tiếng, chúng ta có thể thấy rõ ràng sức mạnh của tư duy ngược trong việc thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới. Việc phát triển kỹ năng tư duy ngược đòi hỏi sự kiên nhẫn và luyện tập, nhưng những lợi ích mà nó mang lại là vô cùng lớn. Hãy áp dụng tư duy ngược vào cuộc sống và công việc của bạn để khám phá những tiềm năng mới và đạt được những thành công lớn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video hôm nay. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, hãy nhấn like và subscribe để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Và đừng quên để lại bình luận bên dưới để chúng tôi biết bạn nghĩ gì về tư duy ngược và cách bạn đã hoặc sẽ áp dụng nó vào cuộc sống của mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời và đừng ngại nghĩ khác biệt để đạt được thành công.